soi kèo bóng đá hôm nay, giữa Inter Milan với Bayer Leverkusen diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 11 tháng 8 tại sân Merkurspin Arena, Europa League 2019-2020. Không ngoài dự đoán của nhiều người, với việc chỉ phải đối mặt với một đội bóng đang gặp nhiều bất ổn về mặt phong độ như Getafe tại vòng 1/8 Europa League mùa này, thì đội bóng của huấn luyện viên Conte đã không gặp quá nhiều khó khăn để mang về cho mình chiến thắng chóng vánh với tỷ số 2-0. Dẫu cho không tung ra được quá nhiều pha dứt điểm như đại diện của La Liga, nhưng với sự chính xác cũng như chất lượng trong từng pha dứt điểm, thì các chân sút của Inter Milan luôn đặt khung thành của Soria vào tình trạng nguy hiểm. Trong khi đó, với 17 pha dứt điểm của Getafe, thì đội bóng này chỉ có 2 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu. Với tần suất như vậy thì không có gì gọi là mối đe dọa. Với hàng phòng ngự của Nerazzurri, với có trung vệ xuất sắc nhất giải đấu quyền lực nhất xứ sở mì ống như Zebri, đến với loạt trận tứ kết, Inter Milan sẽ đối đầu với Bayer Leverkusen tại Merkurspin. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như có không ít người sẽ nghĩ đến việc đây là trận đấu khá cân bằng cho Nerazzurri, khi đối thủ lần này là một trong những đại diện khá mạnh của Bundesliga. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn thì thật sự không phải vậy, khi đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Conte đang liên tiếp cho thấy sự thiếu ổn định trong lối chơi của đội bóng này. Trong khi đó, Inter Milan lại đang cho lấy phong độ thi đấu rất thăng hoa, với 9 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có đến 6 chiến thắng và để hòa 3 trận. Qua đó, nếu như Inter Milan không để lộ ra bất kỳ sai sót nào trong trận đấu này, thì chẳng có gì gọi là nói quá, nếu như nói Nerazzurri sẽ thẳng bước đến vòng bán kết. Về phần đối thủ, với việc đã có lợi thế quá lớn với chiến thắng 3-1 trong trận đấu lượt đi trước Rangers, thì ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Europa League, Bayer Leverkusen đã không gặp quá nhiều khó khăn để mang về cho mình chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Dẫu biết, đây là trận đấu mà họ chỉ cần một kết quả cũng đủ để giành quyền đi tiếp, nhưng thà là đội bóng của huấn luyện viên Peter Bass chơi thủ hòa, thì sẽ không có gì để đáng nói. Nhưng đây là trận đấu mà các chân sút của Bayer Leverkusen đã chủ động dồn lên tấn công và để lộ ra sự vô duyên trong những pha dứt điểm. Cụ thể, đại diện của Bundesliga kiểm soát bóng lên đến 64% và tung ra đến 15 pha dứt điểm. Tuy nhiên, trong đó họ chỉ có 2 lần dứt điểm bóng đi trúng mục tiêu mà thôi. Một con số đáng báo động trong việc ghi bàn của Bayer Leverkusen trước hàng thủ vững chắc của Inter Milan. Trở lại với chuyến hành quân lần này, dẫu nói là sân đấu trung lập nhưng đối với Bayer Leverkusen mà nói, đây không khác gì sân nhà thứ hai của họ, khi sân đấu này là sân nhà của Düsseldorf, một đội bóng vừa xuống hạng tại Bundesliga, và trong 3 lần gần nhất đến đây làm khách thì đoàn quân của huấn luyện viên Peter Bass luôn có được chiến thắng ra về. Nói vậy, không có nghĩa là họ được giới mộ điệu đánh giá quá cao trong trận đấu này, bởi đối thủ lần này không phải là cái tên Düsseldorf thường xuyên bị họ bắt nạt, mà chính là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Europa League mùa này, và được các nhà cái nhận định chỉ xếp sau Manchester United mà thôi. Đó là chưa kể thành tích đối đầu với Inter Milan trước đó, cũng không đứng về phía Bayer Leverkusen, khi trong 2 lần gặp nhau gần nhất, thì họ đã để thua trước đại diện của Serie A cả 2 trận. Dự đoán kết quả Inter Milan với Bayer Leverkusen: chọn kèo châu Á, Inter Milan chấp nửa trái. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rồi 3 trái. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.